Xin chào mọi người, mình tên là Kiki, nhưng mình thích mèo không? Mình là người Japan nhé. Hiện giờ các bạn có đang thích chàng trai nào không? Các bạn biết không, con trai này sẽ có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với người con gái bình thường và người con gái định mệnh đấy. Người bạn thích đang nghĩ về bạn phải nhỉ? Các bạn muốn biết lắm đúng không? Nếu có thể biết thì tốt quá nè. Vậy thì video này dành cho bạn. Chủ đề hôm nay là hành động của con trai này mà chỉ dành cho người con gái thật lòng yêu. Đến bên khi hôm nào hay chán nản, con trai khắc với con gái và nàng làm mẹ của họ rất yếu, rất kém trong chuyện an ủi. Trong suốt kỳ ngôi khắc, định tình hay gặp chuyện chán nản, vì vậy họ có xu hướng chạy trốn khỏi những khối con gái mà họ không thích đến mức đó. Nhưng nếu đó là người con gái họ thích, cho dù có trẻ một chút, nhà có xa một chút, thì con trai vẫn chạy đi mua thuốc hoặc đồ ăn đến cho con gái đây. Mình nghĩ nếu bạn để ý phản ứng của anh ấy khi bạn không vui thì bạn sẽ biết cảm xúc của anh ấy dành cho bạn đấy. Không đừng chạm. Bạn muốn chạm vào người bạn thích, chuyện bình thường mà. Thân em, con trai cứ muốn chạm vào người con gái mà họ thích. Nhưng mà đối với con trai, để chạm vào người con gái họ thích thì càng phải có dung khí đó. Tại sao ạ? Vì họ sợ bị ghét đấy. Nếu mình chạm vào tay cỏ ấy mà lỡ bị ghét thì làm sao đấy? Con trai đang nghĩ vậy đó. Các bạn gái có thấy dễ thương không? Bạn hãy quan sát hành động của con trai. Con trai rõ ràng hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Trả lời này nhanh. Ồ, video khác mình đã nói con trai nhận trả lời tin nhắn chạm rồi nhỉ? Thật ra thì khó khăn một chút. Con trai nhận đối với mỗi quan hệ công việc hoặc người con gái yêu thích thì sẽ lập tức trả lời tin nhắn. Dù anh ấy chắc chắn đang rất bận mà lại trả lời tin nhắn của bạn xíu nhanh thì có thể anh ấy thích bạn rồi. Con trai đúng là ích kỷ nhỉ? Xin lỗi nha. Liên tục hỏi em ổn không? Khi con trai đi chơi với con gái, họ sẽ rất để ý xem con gái đang nghĩ gì. Đồ ăn của ông đó ngon không nhỉ? Cô ấy nói chuyện với mình có thấy vui không? Cô ấy có người con trai khác không? Cô ấy có mệt không? Tiếp tục đi chơi có ngon không? Khi họ cạnh người con gái họ thích thì con trai sẽ suy nghĩ và ưu tiên cảm xúc của cô ấy hơn là cảm xúc của bản thân. Nếu họ sẽ vô thức hỏi liên tục, Đã chưa vui? Nếu bạn không ngon thì hãy thành thật nói với anh ấy nhé. Đến kế hoạch và gặp nhau. Nếu anh ấy lúc nào cũng liên lạc với bạn vào đúng ngày, càng hẹn thì có thể anh ấy không thích bạn đâu. Của nhiên thì con trai vẫn sẽ lên kế hoạch từ trước để hẹn họ thì mỗi người thì con gái họ thích khách đàng hoàng rồi. Mình nghĩ là ngôi con trai mà chỉ liên lạc vào đúng ngày, càng hẹn thì lý do là vì họ dành hơn là muốn gặp bạn đấy. Cuối cùng, điều dễ hiểu nhất là chọc kẹo người con gái mình thích. Giọng trẻ không quá hả? Nhưng đúng thật là so với con gái thì con trai đỏ răng lắm. Có thể bạn không biết con trai Nhật đang nghĩ gì, nhưng bạn đừng suy nghĩ quá nhiều.
mà hãy quan sát hành động của anh ấy rồi phán đoán nhé. Có điều mình nghĩ rằng điều quan trọng không phải là cảm giác của anh ấy mà chính là cảm giác của bạn dành cho anh ấy. Mình làm video này mong rằng sẽ khiến các bạn giảm bớt nỗi lo một chút và thoải mái hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. はい、今日はこの辺で終わります。まあでも人の気持ちって本当に難しいですよね。僕も女の子の気持ちとか全然わかりません。はい、じゃあまたね。Bye-bye.